Bác cả nồi đi chụp ảnh nha. Ừ, đúng rồi, anh đã chụp ảnh em. Không phải là đúng vậy. Không biết được. Thì anh nói luôn. Màu vậy. Ui, mang cái xe đây để tìm tìm Chụp ảnh xong rồi có trả phí không? Phải trả phí chứ. để em tìm ra chỗ. Có người kìa. Có người Mấy đứa này ham ham sơn xe kìa. Đấy. Ok chưa? em có dừng, nó dừng rồi. Nó dừng ở đâu? Ok. Dừng ở đâu ấy bạn? Dừng ở đâu thì không nói à? Đây này, hay Kìa. Người ta đang chụp ảnh chạy vào bắn người ta. Chết mất rồi. Hai thằng nhỏ đang chụp ảnh. Ôi, nó bắn. Trần Một đội đi mua Trần luôn á. nó chạy qua rồi. Đam mê thế nhở. Nào, thằng nào bắn tao cũng được. Kìa. À thì ở trên này. Ok. Đây tôi cắp nó xuống cho mọi người này. Nếu các bạn có nhu cầu quay lại game hoặc là mới chơi game này thì các bạn có thể liên hệ shop của mình để mua acc nhé. Còn các bạn muốn mua acc ở trên page của mình ở trên Facebook ấy, thì các bạn vào video của mình ở bên dưới phần mô tả video là có link đây nha. Thì các bạn vào bằng link này là chuẩn nhất, các bạn đừng lên Facebook tìm tên shop của mình nha, tại vì nó ra rất là nhiều fake. Và các bạn nhớ check kỹ thông tin giao dịch giúp mình nha. Trước khi giao dịch thì các bạn nhớ gọi vào số điện thoại cho chắc ăn, và các bạn nhớ check kỹ đúng từng số trên màn hình của mình nhé. Ui, súng này, thủ đồ súng này. Có cửa súng nha kìa. Dầu vãi không à? Quay năm cái mới ở Sài Gòn. Sao anh nhà như dầu ấy nhà của anh? Có giàu đâu. Dầu quá, nạp lắm quá. Khó có giàu. Anh nạp chỉ lên mấy nạp củ ấy. Nhiều thôi chứ không giàu. Lên mấy củ ấy, anh em lên mấy củ ấy anh. 70 củ. Cái gì vậy? 70 củ đi. Nghe rồi. Ít mà. Nó hết chưa? Sao lửa ném nhiều thế? Đây là cái rồi. Đấy đúng ngoài đang bot đâu.
Hay quá. Trong còn không? Còn một à? Số 2, số 4 cẩn thận nhá. Sao? Sao mà cay? Ui, sợ hết cả mình ạ. Còn một thôi. Rồi, chết rồi. Xong rồi, xong. Bên ngoài. Ơ, các anh đang nên mắc chưa? Mắc rồi. À đâu, level 8? À, level 7. Mũ 3 là nhiều lắm này. Bộ đồ đẹp vậy, cho mình bộ đồ. Đồ bộ đồ này bộ đồ này có cho mượn được đâu. Cái này. Đây. Ờ, đúng rồi, không đổi được đâu. Không bị làm sao ấy. Anh đổi đi, em nhớ là trong ba lô anh có mua slot để đồ không? Không được. Không không, đồ này là đồ thần giáp, không không à, người không mua là không 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 mặc được. Được AK đây. Có xe tới. Đồ hàng năm đồ mua. Ngu à. Sao lại chửi nó? Con khủng long luôn này. Đến cướp con khủng long không? Vào nhà đi, vào nhà đi. Ôi giời ơi. Không cướp được rồi. Hai năm anh ơi. Bốn đứa mà không có được một đứa. Đi. Không có gì. Tôi sẽ đến với anh em rồi, còn 2.000 mét thôi. Anh chưa quan trọng thì tình trạng anh muốn đây. Ui, anh cân 2. Ok á. Nó ăn hết mạng của anh rồi. Ê, anh ngáp cho bác cứu tôi. Bỏ con cứu tôi. Anh nó kém mất, không bạn của anh. Trong phòng cơ. Cho xin ít viên đạn sốc. Hai quá anh ơi. Quen cả. Ăn mất hay hết hay đã. Kìa. Bỏ luôn đi ông ơi. Đừng bỏ xuống đây, đừng bỏ xuống đây. Anh ơi. Đồng thế. Đồng quá. Đông quá. Cái nhà này đông thế nhỉ. Chết hết rồi. Bay hết rồi. Đang chết hết rồi. Đông thế à? Thề. Đúng rồi. Đi nữa đâu.
Khó thế nhỉ? Đồng quá. Thằng nhóc này. Bắn thọc ăn hay thế bạn. Vẫn còn. Em quay bao nhiêu UC ra bộ này mới cả khẩu quá năm ấy. Ui, thôi không có súng bắn. Trên đầu ấy, là các anh cũ ấy, tôi đang ở đấy. Nhà nó lên, nó lên nha. Awesome. Đâu có đi. Đông nha, đông nha. Một tí mẹ. Đâu có mở cái cầu thang để đi lên ạ. Hay rồi. Nó lên, nó bay lên nóc này. Ok, em đứng trên nóc mà. Nhìn trời. Nhìn trời. Ê. Sải con trượt bị cổ mày tập lên, này. Lên cho bắt hết. Đúng. 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 Vào phòng đi, nó ở phòng này này. Mark the location. Được. Hay. Còn anh. Con. Thằng đi xe vẫn đi. Rồi, vẫn đồng pha rồi thế, đồng không thể đỡ nổi. Nhìn anh nhìn trên nhà là một đống. Từ từ nha, để lút đồ đã nha. Ra thôi nha. Ok. $180 Thôi không cần đâu, mua giáp 3 mũ 3 ấy. Mua giáp 3 mũ 3 được rồi, súng thính làm gì. Vậy giờ em ra mua cái sàn lần cho ốp á. Kìa, ngoài kia bắn kìa. Cái vẽ đi, cái đi. Em giáp 1 không bắn được không? Ê, trên chỗ mua đồ có người rồi. Em thấy cái nhà 3 tầng đúng không? Đúng rồi, đúng. Đây, thấy chưa. Nhà xanh xanh ấy. Ok. Rồi. Rồi. Mua lại được mà. Mua được anh ạ.
Nó đẩy này. Không ngoài ngoài bua. Trên đầu ấy, trên đầu ấy, số 2 ơi. Ok. Ở kìa. Ở đâu đấy? Ui, đông quá. Lên đây nguyên team mà. Biết thế không lên đây nữa.